Alo. Mỏi quá. Mưa mẹ thôi. Đảo lộn nữa đã. Chặt một người, chặt một lúc má. Một người đang đứng đó cô à. Ok. Đây đây. Dục từng cái một. Dục xuống đây. Còn cái tay dễ có tung 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 tung. Tung tung tung. Từ từ xoay mặt ra đây. Khỏi lấp về chui qua rửa đó. Đẹp lắm. Cái này cho.
Rồi dừng lại đó. Nhìn anh này, nhìn anh này. Nhìn anh này, dừng lại đi vào kia luôn. Cái đi đang con đi con đi tới độ như vậy phải chặt kìa to phải để đấy. Đuôi. Đấy. Thế nhiều này. Không à, dưa lợn thì ăn được. Ăn được. Ừ. Ngọt á. Ngọt à? Ừ. Lấy cái mắt nữa. Cái chè này ấy, là từ ngày xưa từ xin cha xin mẹ ra khu vực này, cũ bộ quán từ hồi trước đến bây giờ mình chỉ có sử dụng một là cái ống nước, hai là cái đầu gối, ba là làm cái thau ăn rau ăn đồ đấy, nó không có gì đâu. Chỉ một khu vực này có cái chè này. Khu vực phá rải phá ruộng thì bố còn sống thì bố không cho. Trước đây thì ba tôi cũng nói vậy thôi, bây giờ tôi cũng nói vậy thôi. Khu vực này cũng là cái đồng đất của bố này nè. Dân làng mình có quý ở đây này không? Có chứ. Này cái cây đó, cái cây cái cuối này không cho phá, cũng để im thế này, để làm xung quanh tất cả cái tre này này. Bên dưới có ruộng, bên trên này có ruộng này nè, có ruộng hết xung quanh hết. Thế bây giờ hiện tại thì bà con mình cái tre này có cho nưa thóc trồng không, hay là một mình giữ ở đây không có cho? Thì trong thì không mọc đâu, có trồng rồi thì không mọc. Nên đấy họ chắc họ đồ đó, họ trồng bây giờ thì không lên, chỉ một chỗ này mà thôi. Chỉ một chỗ này thôi, từ ngày xưa đến dưới khu vực này như thế này thôi. Thế thì cái cây tre này trong tiếng Si Đăng mình gọi là tên gì? Cala. Cala hả? Cây cala hả? Cây cala. Sứ đăng. Cái mang ăn được không? Ăn được. Đó là mang người bà già thì đủ bé ăn này nè. Nên bé ăn nước dành bằng nước tên này nè. Nên bé ăn này nè. À, bố cho con hỏi thêm đó là cái cây này mình có làm nhờ đồ chi không? Không. Vì sao vậy? Tranh văn thật. Không làm nhà, không làm gì. Đang rớt. Cũng để y đó, chỉ cái làm dùng thì dùng ống nước thôi, đi dùng đầu gối thôi. Thì dùng cái chỗ mình hả trên này, làm một cái thì mình chắc nó đẹp, hả mình đang ăn rau, mình ăn rau thế thôi. Bộ một cái bục măng này thì nếu như măng to cả làng ăn đủ hả? Một nhà đông thì ăn, nhà hai ba hộ ăn. Mình nhóm mình làm ngày này một măng hai măng đủ ăn rồi. Lập.
ngồi xuống tay cầm cái ống á, đâu hai tay vô được. Cái này á, để ngày xưa á, để mình dùng đầu gối sướng lắm, lại cái mình bỏ trên này. Thứ nhất, thứ hai nữa là cái này là hồi chiến tranh Việt Mỹ, họ đang cái mà sai lứa sai gạo để bắt đầu giúp cho dân đánh đi đánh Mỹ, hồi chiến tranh đánh Mỹ đó, vì cái trên này rất tác dụng lắm. Có bóc trong rồi không? Không. Con 7 tuổi rồi. Quả chú nước có tiền. Yeah.